Rồi em chào anh chị em hiệp 4. Chắc tối nay được 5 hiệp không biết nữa. Hiệp 4 của đêm ngày 13 tháng 5 nha anh em. Số điện thoại của shop là 0911 337 139. Nếu anh chị em nào ưng mã nào thì gọi ngay cho em số điện thoại đó nha. Nhân viên em sẽ chốt cho anh chị em. Rồi hiệp 4 thì em lên cho anh chị em một lô quần. Còn chừng nào nữa là lên cho anh chị em này. Quần Hải Quân. Con này có một cái tem jean đi theo ạ, theo quần. Rồi bụng 94, bụng 84. Giãn ra 92, 84 giãn ra 92. Chất vải kaki. Dài 110. Sau mông đều đẹp nha anh em. Trước này cũng đều đẹp, con này tầm 96%. Độ mới 96%. Con này 500.000 mã 28. 500.000 mã 28. Hồi nãy mới bán cái túi của anh, bây giờ thêm một cái quần của anh này. Quần này của anh ở trên lưng thì có cái dây này ở trong bụng, nó có thể rút to nhỏ tùy anh em ha. Còn xài bằng dây kéo. Chất vải các kim mềm mát 6 túi hộp. 1 2 3 4 5, 5 túi hộp, 5 túi hộp. Con này là bụng 94, anh em có thể rút lại 80 vẫn được. Dây chạc còn nha anh em. Dài 114. Ai chốt con này 500.000 mã 29. Con này rất là đẹp nha. 500.000 mã 29. Rồi tiếp một cây lá rừng. Cái lá rừng này 6 túi hộp có bả mông nha anh em. Con này rất là đẹp, cực kỳ dày. Có đai đôn ở trên lưng này. Quần rất là đẹp luôn. Ba cái quần này phải đi đôi Dương Hiền chứ. Con này là bụng 102. Mới đẹp, con này rất là đẹp, chỉ có tồi to, bụng to thôi. Dài 108. Ai chốt con này 400.000 mã 27. Rất là mới nha. 400.000, nếu con này mà nhỏ là em bán không rẻ đâu. 400.000 mã 27. Rồi tiếp một con M65. Hàng chuẩn Mỹ à. Chất vải kaki này, 6 túi hộp, không có bò mông. Con này rất là mới. Bụng nó là 92. Dây chạc đầy đủ nha anh em. Dài 108. Không có vết gì để báo. Con này là 97-98%. Ai chốt con này là 1.500.000 mã 28. Nói sao trùng vào đấy. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em. Con này chất vải caro, 6 túi hộp. Vi tính nha. Con này là vi tính. Nhưng mà con này là của cảnh sát 511. Hàng liên doanh ba nước luôn. Hàng liên doanh ba nước Hồng Kông. Con này ba nước liên doanh là trong đó có Hồng Kông, Mắc in Hồng Kông. Dây kéo nha anh em. Con này bụng nhỏ đẹp này. Bụng của nó là 80. Size cực nhỏ, trung bình, size này hiếm nhất. Dài 114. Mới 98% à. Vi tính nha anh em. Chốt cho em 750.000 mã 26. 750.000 mã 26. Em có một con lá cây rừng nữa này. Wow. Đẹp quá. Đẹp thế. Wow, đẹp quá. Lá cây rừng đẹp quá, cực kỳ mềm mát nha anh em. 6 túi hộp. Có đây đôn ở đây này. 2 túi trước. À, 4 6 túi hộp rất là đẹp nha. Con này bụng 86, bụng cực hiếm luôn. Dài luôn ạ. Dài 106. Con này em bán 500.000 mã 25. 500.000 mã 25. Rồi em lên một cái quần bắn tỉa. Cái này cũng hàng liên doanh này. Quần của lính bắn tỉa chưa có sử dụng à, chất vải caro màu xanh ô liu. Con này bụng cũng 80. Bụng 80, cái ống quần nó nhỏ nha anh em. Ống quần này chỉ có 20-21 thôi. Dài quần là 102. Ai chốt quần này chốt 890.000 mà 890. 890.000 mà 890.
tiếp một cái quần này có cái đai nịt đi kèm này, cái này có một cái đai nịt đi kèm luôn. Sử dụng đai nịt này thì chắc anh em cũng biết xài rồi. Đấy, cái quần này thì 64 hộp cũng rất là bụi ha, 64 hộp rất là bụi luôn. Con này là bụng 90, căng hết cỡ là 92, chất vải caro nha anh em, dài 110. Con này báo cáo anh em này, quần này bẩn rất là bụi đấy, cho nên là rất là gấu, hay còn gọi là rất là gấu. Thầm tề nó còn quát nó, đây nó may cái túi này, đây nó quát kiểu này anh em, cho nên ai phải chịu chơi mới bẩn con này nhá. Đồ mới của nó thì 95%. Trên này nó còn treo cái bảng S này, cái dây nịt này giờ em mà gỡ ra ít nhất em bán được 250 rồi đó. Ít nhất em bán được 250 rồi đó. Nó xài, nó là màu ô liu ấy, phải không? Bây giờ em bán kèm luôn 500.000 mã 24. 500.000 là cái quần này còn có 250 nữa thôi. 500.000 mã 24. Tiếp một con thủy quân lục chiến hay còn gọi là cọp, cọp lửa, chất vải kaki, 64 hộp. Con này là bụng 90 nha anh em, bụng 90. Dài quần 108. Bây giờ mới có tem này. Con này hàng của Mỹ, size medium regular nhưng mà China gia công cho Mỹ. China gia công cho Mỹ à, China là có một cái tem phủ bên này. Rồi ok. Quần đều đẹp. Chỉ có một vài cái vết này này. Đây ngay cái đầu gối nó cũng hơi bạc nhẹ xíu xíu thôi. Đấy, chỗ này nó bị vạch hai cái vết phấn như cái gì nó dăng dính lên đó anh em. Còn đằng sau đều đẹp hết rồi ha. Sau rất là đều đẹp. Ở dưới này cũng dính một chút dơ đây nữa này. Rồi con này em bán 900.000 mã 23, chất vải kaki dày nha. Cái này gọi là cọp, cọp lửa hay còn gọi là thủy quân lục chiến. Tiếp một cái quần này chất vải chống cháy. Chất vải chống cháy mới nha. Con này rất là mới này. Chất vải chống cháy nhưng mà của hãng Bupper. Cái quần Multicam này nó nhiều hãng, mỗi hãng nó chất liệu nó khác nhau. Bụng 90, căng hết cỡ là được 92. Quần này rất là mới à. Dài 100. Cho anh em xem này. Ở đây á, nó mới thì mới nhưng mà nó vẫn có một cái đường bị gì trắng trắng ở đây này. Bị gấp gì trắng trắng anh em nhìn thấy không? Có một cái đường trắng trắng về này. Đó, đây nữa ha. Đó, nó sượt theo một cái đường dài vậy đó. Anh em nhìn thấy có đường trắng trắng dài dài không? Rồi. Sau thì đều hết. Quần này ai bảo chống cháy. Con này 650 mã 22. 650.000 mã 22. Tiếp một con quần Canada này, chất vải này thì cực mát, xài dây kéo nha anh em. Quần Canada, anh em nhìn Canada có thể phân biệt được với tiếng người Anh à, đồ của anh em. Nó cũng gần giống giống, em phân biệt từ cái loại cúc này. Hàng cúc của nó. Con này đời tem trắng, hàng xưa luôn ha. Con này chất vải hạt cát. Bụng 94. Bụng 94. Dài 110, bụng 94 dài 110. Dây chạc. Quần này dây chạc không có nha em. Nó thông thường có hai lớp nhưng mà con này thấy có một lớp à. Đều màu hết à. Không có lầm lỗi gì hết. Con này là trên 95%. Trên 95%. Ở đây nó bị móc một sợi này. Đây nó bị ngoắc một sợi chỉ. Anh em cắt cho mấy em cái. Nó kiểu nó dệt bị lồi lên à. 1.1.000 mã 21. Con này 1.100.000 mã 21. Con đấy là màu cũ á. Chứ con đấy là màu ô liu á. Tiếp một con này satin. Hàng satin.
nhưng mà nó bị lỗi một chút đây rồi. Để em đo cái bụng này, này nha. Quần này bị bung rồi đó. Quần ngủ rồi em ơi. Rồi bụng 80. Bụng 80 dài 98. Bung ra là được 100 đấy. Cái quần này satin đẹp, nhưng mà nó vẫn bị lỗi nha anh em. Ở cái phần ở dưới này anh em thấy có một đường trắng trắng ngang không? Đó, ba đường dưới à. Còn cái dây kéo của nó này, dây kéo anh em về phải đơm lại, xài vẫn ok, nhưng mà nó bị bung cái đường rầy này này. Tức là cái đường chỉ này nó đạp chân mà nó bị bung. Ông này ông may sao mà nó mút quá là nó tưa cái đường vải này ra, nó tuột cái dây kéo. Bây giờ mình chỉ dơ cái móc mổ rất là đơn giản à. Mình mổ cái đường này ra này anh em này. Mổ cái đường này ra và nhét cái thằng này sâu vào lại. Và phải chần làm sao mà chần chít chắc để cho nó giữ nha. Không có là cái thằng này nó buông luôn là tuột lại tiếp này. Rồi. Trước này đều đẹp hết. Con này satin, tem của nó đây. Đây, em đọc cho anh em tem này. 23 x 29. Dạ, em nghe ngay. 23 x 29, con này là đời 68. Chữ rõ ràng luôn ha. Rồi, ai chốt con này em bán 1.4 triệu, mã 20. 1.4 triệu, mã 20. Rồi tiếp một con này màu ô liu, hạt cát M65 Canada. M65 mà, không phải M65, con này không phải M65. Chất liệu của nó rất là dày như M65. Nhưng mà dòng này sao không có nắp túi, hình như đời sau à. Đời trước đàng hoàng mà, kem trắng này. Hạt cát nha em, 6 túi hộp. Hạt cát Canada là rất là đắt nha em. Canada này là rất là đắt nha. Rồi con này là bụng 90, căng hết cỡ là được 92. Các cái dày hạt cát dày nha. Canada là giờ nó rất là đắt đây nha. Dài 108. Có bà mông nha em. Em thấy có bà mông không? Quần này cũng 6 túi hộp. Ở đây nó dơ dơ một chút xíu. Cái quần này anh em biết không? Quần M65 và quần mỏng của Canada. Mấy anh em ở miền Bắc người ta mua quần Canada về bẩn với áo túi chéo được này. Rồi quần của Canada bẩn với áo M65 được, thay vì quần M65 đấy. Cho nên không biết anh em Facebook có biết chơi hay không thì anh em YouTube có biết chơi hay không thì em không biết. Rồi con này em bán 1.1 triệu, mã 19. 6 con này. 1.100 triệu, mã 19. Dạ đúng rồi. Tiếp một con Canada, hạt cát mềm. Xài dây kéo nha em. Con này rất là mềm. Con này là bẩn với một bộ của nó là bao nhiêu ta? Lâu ngày quên bán bộ, quên mất tiêu. Cái quần thông thường là 1.1 triệu, 1.2 triệu là bình thường. Độ mới của nó còn cao hơn nữa. Đấy, cái này có nắp túi này. Con này là bẩn với áo túi chéo là đỉnh luôn. Áo túi chéo mà chất vải caro. Có mấy anh em mà mua ông ra quần túi chéo là chơi quần này bẩn với áo túi chéo. Rất là đỉnh luôn. Đó, 6 túi hộp mềm ha. Quần này anh em có thể đôn lại theo sở thích của mình, nếu như to nhỏ xịt vào xịt ra. Rồi con này thì cũng 82. Ở dưới có một cái khúc dài như vậy nữa. Mẹ mẹ. Dài này mẹ mẹ có hộp dài giống mẹ. Có hộp dài á. Chị ví dụ hộp cái dài á. Rồi. Ở đâu dài rồi? Dài là 94. Ở đâu rồi trái mượn với? Ba cất rồi kim lại. Bác ở đâu? Ở đâu? Ở bên túi chỗ này nó bị ma sát đây anh em này, xù lông bên này nè. Bị ma sát rồi. Rồi con này bị lỗi rồi anh em ơi. Đấy, chỗ này nó bị mực dơ dính nha. Dính dơ. Bên này cũng vậy, bên này không bị.
cái này đều, chỗ này dính mực này. Wow, anh em nhìn thấy này, đưa bút bi nó cạch đầy đồ này, ở trên cái bò mông nữa nha anh em. Đó, trên bò mông nữa ha. Ở dưới này nữa nha anh em, ở dưới này cũng dính mực, ở dưới ống quần á. Con này phải bán rẻ rồi, 750 mã 18, 750 mã 18. Con này không nên bán triệu 1, triệu 2 đó. Tiếp một quần sa mạc, một quần sa mạc nha anh em, chất vải kaki mới kén luôn. Con này biết của nước nào đây biết rồi. Con này cũng China gia công cho Mỹ này. Anh em đọc cái chữ này này, thông thường người ta là cũng là của Mỹ, còn thằng nào sản xuất mặc kệ, không cần biết. Phút cái này đứt là người ta cứ kêu đồ Mỹ thôi, chứ không không có, không có để nguyên hiện trường như vậy đâu. 6 cái hộp. Con này là bụng 96, bụng 96 nha anh em, mới 98%, dài 110. Con em bán là 400.000 mã 17, 400.000 mã 17. Tiếp một con Canada này nha anh em, con này vải hạt cát, con này màu, màu của nó màu úa úa, bụng 92, bụng 92, dài 96, 46 là dài 92 à, dài có 92 à. Lưu ý giùm em, quần này dài có 92 nha. Ở đây nó bị mất men này, ngay cái mép túi này nó mất men vàng vàng ha, mất men vàng vàng ở góc đấy nha em. Ở đây nó cũng bị dơ một chút, dơ một chút xíu xíu thôi. Ở đây này, trên này nó bị dơ này, anh em nhìn thấy không? Đây, đây. Nó dơ vàng vàng nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Bên này thì ok. Chỗ này có một vết. Đây có một lỗi lụng nhỏ nhỏ. Con cầm ra, con hỏi nữa. Con vừa cầm kéo ra ngoài. Rồi, con này cho 94-95%. 800.000 mã 16. Ai có? 800.000 mã 16. Ok. Rồi, tiếp một con này cuối cùng. Sa mạc vải caro nha em, một con sa mạc cuối cùng. Ở trong này có một cái tem rin đi theo quần ha. Con này rất là đẹp nhưng mà nó bị dơ một chút. Rồi, bụng của nó là 86. Bụng 86. Dài 108. Bụng 86 dài 108. Ở bên này nó bị dơ mực này anh em này. Nó bị dơ mực đây rồi ha. Ở bên này nó bị dơ mực này. Em dòm thấy bị dơ mực không? Đó, rất là nhẹ nhưng mà quần này đang đẹp lắm. Dây chạc đẹp, dây chạc còn đầy đủ luôn. Ở đây này, dơ này. Rồi, con này em bán với giá là 450. 450, khỏi cần đọc mã luôn, 450. 450, có một cái tem này là thành quần này có 400 thôi. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh chị em, chúc anh chị em ngủ ngon nha. Tối nay em làm chừng nó đấy like thôi vì anh em giờ đang còn xem đá banh. Cho nên để anh chị em xem đá banh, nhiều khi em làm cản trở rồi làm các anh xem mất ngon. Chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp nha. Hẹn gặp lại anh chị em vào video ngày 14. Em chào.